phủ mộ Linh Từ, nơi Giáng sinh lần thứ ba của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Phủ Tây Mỗ hay còn gọi là Phủ Mỗ, có tên cổ là Tây Mỗ Linh Từ, ở chân núi Sóc Sơn, làng Tây Mỗ, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Phủ Tây Mỗ là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nơi gắn với sự tích Giáng sinh lần thứ ba của Mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, Mẫu Liễu Hạnh vốn là công chúa thứ hai, tên là Đệ Nhị Quỳnh Hoa Công Chúa của vua cha Ngọc Hoàng, do một lần lỡ đánh vỡ chén ngọc của thiên đình nên công chúa bị phạt giáng xuống dương gian. Mẫu Liễu Hạnh có ba lần giáng sinh xuống cõi trần. Lần thứ nhất, bà giáng vào gia đình họ Phạm ở Quảng Nạp, Vĩ Nhuế, Ý Yên, Nam Định. Bà có tên là Phạm Tiên Nga. Lần thứ hai, bà giáng vào nhà họ Lê ở An Thái, Vụ Bản, Nam Định. Bà kết duyên cùng Trần Đào Lan. Lần thứ ba, bà giáng xuống gia đình họ Hoàng tại Tây Mỗ, Hà Thái, Hà Trung để tái hợp với Mai Thanh Lâm, là hậu kiếp của Trần Đào Lan. Tên bà lúc đó là Hoàng Thị Trinh. Vợ chồng bà có một con trai là Thanh Cổn. Thanh Cổn sau này được thờ tại Đèo Ngang với tên là cậu bé Đồi Ngang. Lăng mộ của Mẫu hiện nay vẫn còn nằm độc lập ở vị trí giữa đồng, nằm gần đền Mẫu. Vừa qua, mộ Mẫu đã được công đức xây dựng lại thành lăng bằng đá khang trang và sạch sẽ. Phủ Mẫu Tây Mỗ có từ rất xa xưa, cách nay khoảng 600 năm. Kể từ ngày Mẫu hóa, di tích còn lại chỉ là một cây mít cổ trên 500 tuổi. Có người nói đó là cây mít do chính tay Mẫu trồng khi còn ở cõi trần. Cây mít cổ hiện nay vẫn nằm treo leo bên chân núi, ngay bên trái ngôi đền. Trải qua thăng trầm của đất nước, chiến tranh, ngôi đền bị tàn phá nặng nề, hầu như chỉ còn lại vết tích. Sau này, đại diện nhân dân trong làng tự xây một miếu nhỏ ngay trên đất đền phủ cũ để hương khói thờ Mẫu. Đến gần đây, đền phủ mộ mới được nâng cấp, trùng tu, tôn tạo. Hiện nay, đền rất khang trang, có đủ các cung Mẫu, tam phủ, tứ phủ, chúa Sơn Trang. Đền đã được công nhận di tích lịch sử. Khu đền Mẫu Tây Mỗ nằm trên một dọn đất dưới chân núi Sóc Sơn, tạo nên một ngôi đền kỳ bí linh thiêng. Phía trước đền chính là một giếng nhỏ lúc nào cũng đầy nước, trong vắt như mắt lai, trên một mặt sân rộng rải lát đá. Bên phải đền chính là cung thờ Trần Triều Đại Vương, bên trái là cung thờ Phật, thờ cô, cậu bản đền, động Sơn Trang. Phía ngoài cùng là cổng tam quan, uy nghi như những ngòi bút chống lên trời xanh. Tất cả đã tạo nên một cảnh quan kỳ vĩ, thanh bình đến kỳ lạ. Hiện nay, đền khang trang đã có đủ các cung. Phủ Mẫu là nơi sơn thủy hữu tình, tòa phủ tựa núi, ông quân như thể tay ngai, mặt hướng về đầm sen bán nguyệt. Từ nghi môn trụ thấy bức bình phong đề Tây Mẫu Linh Từ
lung linh, rộn rã, ngát hương hoa trái. Bước lên 18 bậc lan can, đá chạm rồng là tiền tế chính cung thờ Ngũ Vị Tôn Ông, công đồng tứ phủ. Hậu cung tôn trí kim thân thánh mẫu với kích thước lớn hơn người thật, dung mạo phương phi, cốt cách nhân từ, thật tôn kính và gần gũi. Có trên bảng vàng mẫu nghi thiên hạ, đôi bên có nhị vị tiên nương thị giả. Ai là con thánh mẫu, trong đời đến được cả ba nơi giáng thế của mẫu thì được coi là một hồng ân lớn. Thánh mẫu từng bóc công âm phù cho vua Lê thắng giặc ngoại xâm, giúp chúa Trịnh trừng phạt những kẻ nghịch đồ, là được tôn làm Mã Hoàng công chúa, luôn ban đức cho mọi người, được nhân dân tôn là Thánh Mẫu. Sau đó được triều Nguyễn gia tăng mỹ tự là Mẫu Nghi Thiên Hạ IX. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được nhân dân tôn phong với ba tư cách: Thánh, Thần, Phật. Mẫu mất ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tuất 1610. Lễ hội phủ mẫu được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng 3 âm lịch nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ của người Việt. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ cúng ở nhiều nơi, nhưng lễ hội phủ mẫu hiện nay được nhân dân và du khách tìm đến với nhiều những hoạt động độc đáo, trong đó nổi bật nhất là nghệ thuật hát văn và hầu đồng. Trong thời gian diễn ra lễ hội,